Em nghĩ là Văn Hậu trở về thì điều mà chúng ta thấy rõ ràng nhất có thể thấy là đó là thể hình của Văn Hậu đã được phát triển rất là tốt. Thật sự thì ở buổi tập đầu tiên thì chưa thể đánh giá được gì vì bọn em chưa tập về chiến thuật, vì đội mới tập trung trở lại nên mới chú trọng vào cái phần lấy lại thể lực. Em thì trong đầu của em thì em luôn luôn mong muốn và suy nghĩ, nhưng mà chắc chắn là còn phải có rất là nhiều yếu tố, nhưng mà mình luôn luôn có một ước mơ cho bản thân mình. Và hiện tại thì ước mơ đó của em thì em luôn ấp ủ, nhưng mà hiện tại thì em đang tập trung cho những cái mục tiêu trước mắt của mình trước đã. Em thực sự trong đầu em thì em muốn đi rất nhiều nơi, nhưng mà đó cũng là một cái suy nghĩ phải nói rằng mình phải tính toán rất là kỹ lưỡng, và nó thực sự là mình phải tính toán mà đi, và mình phải được chơi, phải được thi đấu, phải được phát triển. Và đó cũng là một cái suy nghĩ của em, nhưng hiện tại thì em chưa xác định là sẽ đi đâu. Cả một năm mà đội tuyển quốc gia không tập trung, không được thi đấu nhiều, thì đấy cũng là một cái điều rất là tốt cho cầu thủ, vì cầu thủ được nghỉ ngơi, vì sau một năm mà thi đấu quá nhiều rồi và cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi. Và bước sang năm 2021 thì với mật độ thi đấu như vậy thì em nghĩ rằng cũng không có gì là quá lo lắng, vì các cầu thủ luôn luôn biết tuân thủ theo những chế độ dinh dưỡng của huấn luyện viên cũng như là đội ngũ y bác sĩ. Em nghĩ là chúng ta phải tính toán thật là kỹ lưỡng từng trận đấu một, vì chúng ta có 2 trận đấu sân khách và chúng ta phải có sự tính toán rất là kỹ lưỡng. Và em nghĩ then chốt nhất vẫn là trận đấu với Malaysia tại sân Malaysia. Vừa qua thì em đã gặp một số chấn thương cũng như là bị ốm, thì hiện tại thì em cảm thấy rất là khỏe lại, hầu như là gần 100%, và em đang cố gắng tập luyện thật là tích cực để có thể mà đầu tiên là mình có những trận đấu sắp tới, chuẩn bị cho những trận đấu trong nước để mình có thể là lấy lại những cái phong độ cũng như là thể lực của mình, để khi mà đội tuyển tập trung thì mình có thể đáp ứng được yêu cầu của ban huấn luyện. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.